Lên của em đấy. Hả? Anh điếc. Điếc khổng lồ đấy còn gì nữa. Chị treo Thành Linh thôi. Đồ ăn của Thành Linh đây. Trứng khổng lồ khổng lồ. Các bạn nhìn chiếc pizza của mình này, y như một chiếc pizza thật luôn. Ở trong còn có một món đồ chơi tí hon này. Mình là Khánh Linh. Và mình là Minh Khoa. Thế con hỏi anh đâu rồi nhỉ? Em không biết. Tớ ở đây. Không, chị là anh. Sao đang đi cùng chúng tớ mà cậu lại nhảy lên cây ngồi vậy? Lại còn bé tí 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 nữa. Tớ cũng không biết sao tớ lại đứng ở trên cây thì nhỉ? Lại còn bé hơn cái lá nữa. Đúng là kỳ diệu thật. Giờ mà chị là anh được đỡ với con chim hay con chuột chuột thì có mà. Này, mọi người còn cười tớ nữa à? Mà chị ớt đầu gọi chúng mình đến đây làm thử thách. Thử thách là gì vậy? Ừ nhở, thử thách là gì thế Minh Khoa? Em không biết. Em không biết. Chị ớt đầu ơi, thử thách là gì vậy à? Các em đang rất tò mò thử thách ngày hôm nay là gì đúng không? Vâng ạ. Vậy thì không để các em phải đợi lâu nữa, chị nói luôn nhá. Thử thách hôm nay rất thú vị, có tên gọi là đồ ăn khổng lồ và đồ ăn tí hơn. Wow. Thử thách hấp dẫn quá, chơi luôn đi chị. Được, chơi luôn nhé. Ô chị, thế con em thì sao? Cậu bé thế sẽ cho cậu ăn đồ tí hơn, còn ba chúng tớ sẽ ăn đồ khổng lồ. Không được đâu. Vậy chị sẽ cho em trở lại bình thường nhá. Vâng ạ. Để tớ giúp cậu. Vậy thì bò nửa đi cho chị nào. Vâng ạ. Này Minh Khoa. Chào mừng em đã đến với thử thách ngày hôm nay, có tên gọi là đồ ăn khổng lồ và đồ ăn tí hơn. Yeah. Ở phía dưới hai chiếc chậu này sẽ là hai món đồ ăn, một bên là khổng lồ và một bên tí hơn đấy các em ạ. Thì các em thích ăn đồ ăn nào hơn? Đồ ăn khổng lồ ạ. Ăn đồ ăn khổng lồ mới được nhiều các bạn ạ. Nhưng mà lại có một người thích ăn đồ ăn tí hơn. Em. Có ba người thì thích ăn đồ ăn khổng lồ và có mình em Minh Khôi là thích ăn đồ ăn tí hơn thôi. Nhưng mà không phải là chúng mình thích cái gì là được cái đó đâu. Để xem ở thử thách ngày hôm nay ai sẽ là người may mắn nhất nha. Vâng ạ. Chị ơi, em muốn chơi chưa? Được. Ai muốn đấu với Khánh Linh nào? Wow. Minh Khôi đấu luôn. Một người lớn nhất đấu với người bé nhất luôn này. Ok luôn. Ván chơi đầu tiên là sẽ cho Khánh Linh và Minh Khôi đấu với nhau nhé. Vâng ạ. Đây là thử thách của Khánh Linh và Minh Khôi. Thử thách có tên gọi là hứng báo. Ở thử thách này mỗi người sẽ có 5 lượt chơi. Và sau khi kết thúc 5 lượt chơi, ai mà hứng được nhiều bóng hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng nha. Yeah. Và Khánh Linh sẽ là người chơi đầu tiên, Minh Khôi sẽ là người ném bóng. Thử thách bắt đầu. Cổ vũ cho mình nhé. Không biết là Minh Khôi có vượt qua được hai quả bóng không? Các bạn cùng đón xem nhá. Khánh Linh ném đi. Bắt đầu nha. Minh Khôi cố lên. Wow. Quá. Hai quả rồi. Hai quả là bằng với Khánh Linh rồi đấy. Ôi, mà Khánh Linh ba quả rồi. À, đúng rồi, Khánh Linh ba quả. Là người chiến thắng, cho nên mình sẽ là người chọn trước. Chẳng biết là có nghe được gì không nhỉ? Chị chọn cái này. Đùa chút đi Minh Khôi. Chị nhớ xem ở trước đấy. Còn bên này của Minh Khôi. Minh Khôi mở đi. Minh Khôi mở trước để xem là gì nào. Wow. Ba chữ khổng lồ tí hơn.
Mình đã đoán được số phận của mình là gì rồi đấy các bạn ạ. Mọi người nhìn này. Linh ơi, cậu nhìn kìa. Ơ, chia đỏ. Sao cơ Khánh Linh? Đồ ăn của em đâu? Đồ ăn của em đấy. Ờ, ăn đi. Đĩa khổng lồ đấy còn gì nữa. Chị theo Khánh Linh thôi. Đồ ăn của Khánh Linh đây. Đúng là trứng khủng long khổng lồ và trứng khủng long tí hon có khác. Trứng của mình to hơn trứng của Minh Khôi rất nhiều luôn. Yeah. Minh Khôi, em có thích quả trứng tí hon này không? Có. Đúng như mong muốn của Minh Khôi là thích đồ tí hon, có luôn đồ tí hon em ạ. Bây giờ Minh Khôi sẽ khám phá quả trứng khủng long này cho các em xem bên trong có gì nhá. Vâng ạ. Chúng mình cùng xem quả trứng tí hon của Minh Khôi trước xem bên trong có gì nào. Có 2 kẹo. Vậy là bên trong quả trứng đó chỉ có đúng 2 cái kẹo thôi và không có thêm bất cứ một món đồ chơi nào các em ạ. À, Minh Khôi ăn thử đi xem cái kẹo đấy nó như thế nào nhá. Tê tê á? Tê rồi. Ngon không Minh Khôi? Wow. Như thế nào nhá? Ngọt. Sao nữa? Hơi tê. Ngọt và hơi tê tê. Đó là chiếc kẹo của Minh Khôi. Và bây giờ chúng mình cùng ngắm nhìn quả trứng khủng long khổng lồ của Khánh Linh này. Bên ngoài có hình 2 chú khủng long, rất là hầm hố luôn. Không biết các món đồ bên trong sẽ như thế nào nhở? Bây giờ Khánh Linh cùng khám phá nhá. Vâng ạ. Ui hồ quá. Có khi nào cũng là 2 chiếc kẹo giống như của Minh Khôi không? Vậy là bên trong quả trứng khổng lồ của mình có 10 chiếc kẹo mút rất ngon và 1 chú khủng long màu vàng có sừng này. Theo trứng của mình này không có khủng long nhỉ? Thế chắc đấy là trứng gà rồi. Trứng gà phải có con gà chứ. Chọn được đồ ăn khổng lồ quá thích luôn. Mình vừa có kẹo ngon để ăn, vừa có đồ chơi để chơi. Mọi người nhìn này, quả trứng khủng long thì bị nở nhá. Nở. Bao trứng long à. Mình sẽ đến với thử thách thứ 2 dành cho Hà Anh với Minh Khoa nhá. Cùng xem thử thách là gì nào. Thử thách gì mà lại có 2 chai nước thế nhở? Hay là ai uống hết trước thì người đấy chiến thắng rồi. Cũng có khi là vậy. Thế thì quá đơn giản. Chị chai này, em chai này, uống đi. Khoan, hai người định làm gì vậy? Bọn tớ làm thử thách ai uống hết nước trước thì chiến thắng. Ai bảo các cậu là chơi như vậy? Ơ, thì không phải là chơi như thế chị ớt đỏ. Tất nhiên là không rồi. Tại vì thử thách của chị đó chính là lật chai nước. Em hiểu cách chơi không? Chúng mình sẽ tung chai nước lên. Nếu như chai nước của ai mà có thể đứng trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Cho nên Minh Khoa biết chơi không? Em có, em chơi suốt rồi. Wow, thế Hà Anh biết chơi không? Em cũng có. Ai cũng chơi rồi đúng không? Vậy thì thử thách lần này sẽ rất là gay cấn đây. Bây giờ cả hai người sẽ cùng lật chai nước để xem ai là người lật được trước nhá. Vâng ạ. Mời các bạn cùng đón xem thử thách lật chai nước của Hai và Minh Khoa. Bắt đầu. Cố lên. Yeah. Gì vậy? Gì vậy? Cái trò này á, em còn lật được cả 40 cái ly rượu luôn. Một phát 40 cái rượu. Em vẫn bị đổ mấy lần đi nhưng vẫn lật được. Tình quá em ơi. Một phát là đầu tiên mà Minh Khoa đã lật được luôn rồi. Các em ơi, ngày hôm nay cứ như là Minh Khoa đã ôn trúng tủ vậy. Một trò chơi mà Minh Khoa chơi hàng ngày, cuối cùng ngày hôm nay lại được đấu với chị Hà Anh và chiến thắng siêu nhanh luôn. Chính vì vậy Minh Khoa sẽ là người được chọn đồ ăn trước. Chúc mừng Minh Khoa. Đồ ăn khủng lồ ơi, em ở đâu? Giờ đồ ăn mà bảo em ở đây thì cũng hết đồ luôn Minh Khoa nhỉ? Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà khó quá, em chẳng biết chọn cái nào cả. Thế để chị chọn trước cho nhá. Không, em sẽ chọn cái này. Chọn cái nào cơ? Chọn cái này, chọn cái này là chọn bên cái của chị Hà Anh đúng không? Vâng ạ. Xong lại xoay sang cho chị Hà Anh để chọn cái này đúng không? Chọn cái của bên của chị Hà Anh à? Một pha xử lý cồng kềnh. À, bây giờ Minh Khoa đã chốt chưa? Em chốt rồi ạ. Chốt cái đó đúng không? Bây giờ cả hai cùng mở luôn nha. 3, 2, 1, mở. Xúc xích khổng lồ. Còn của Minh Khoa là
khổng lồ của hai anh này. Rất là to luôn các em ạ. Dài hơn cả đầu. Wow. Em nhìn này, một cây xúc xích tí hơn, còn một cây xúc xích thì siêu to khổng lồ. Bây giờ chúng mình cùng ăn xem mùi vị của hai cây xúc xích như thế nào nhá. Vâng ạ. Xúc xích tí hơn của mình này. Hai miếng hết luôn cây xúc xích rồi em ạ. Đúng là tí hơn của khác ăn mắc nhanh luôn. Và đây là cây xúc xích khổng lồ của mình. Ủa, mắc thích chưa? Ôi, nhìn hấp dẫn thật đấy. Mình đã bóc xong rồi này, nhìn hấp dẫn chưa? Mình sẽ ăn miếng đầu tiên ngay đây. Ngon lắm chị ạ. Ngon đúng không? Vâng còn ạ. Dầu mấy xúc xích tí hon không? Vị hơi khác chị ạ. Nó hơi mặn hơn, đậm đà hơn đấy chị. Chị thách hà anh có thể hai miếng ăn hết cây xúc xích giống Mỹ Khoa đấy. Em phải hai miếng hết rồi. Cái này chắc là cả nhà mới ăn hết chứ không phải hai miếng nữa. Đúng rồi, không thể ăn được như là cây xúc xích tí hòn của Mỹ Khoa đâu. Gì vậy? Cho em ăn nữa. Đây Mỹ Khoa ăn đi. Ôi, một cây xúc xích khổng lồ chia sẻ cho cả bốn người luôn này các em. Một người chiến thắng nhưng mà ba người kia được ăn ké thôi em ạ. Bình thường mẹ mình mua cho mình cây xúc xích như thế này chỉ cần ăn hai miếng là hết sạch luôn. Bây giờ được ăn xúc xích khổng lồ quá đã luôn. May quá, chị anh cho mình ăn cái xúc xích khổng lồ. Vậy là mình cũng đã biết mùi vị của xúc xích khổng lồ rồi đấy. Các em ơi, vậy là ở hai thử thách đầu tiên, Khánh Linh và Hà Anh đã rất may mắn chọn được đồ ăn khổng lồ này. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với thử thách thứ ba. Ở thử thách thứ ba này chúng mình sẽ thay đổi người chơi nhá. Vâng ạ. Em đối với Minh Khôi, em với Minh Khoa. Ok, vậy thì sẽ cho Hà Anh với Minh Khôi sẽ đến với thử thách thứ ba luôn nha. Vâng ạ. Hồi hộp quá, không biết thử thách của chúng mình là gì đây. Thử thách có tên gọi rút ống hút. Các em ơi, ở trên tay Khánh Linh có 4 chiếc ống hút. Như chúng mình đã có thể nhìn thấy và biết được ống hút nào dài hơn và ống hút nào ngắn hơn. Nhưng riêng Hà Anh và Minh Khôi thì không thể biết được đâu. Nhiệm vụ của hai bạn bây giờ là mỗi người chọn một ống hút. Ống hút của ai dài hơn thì người đó giành chiến thắng. Yeah. Này, chọn rất nhanh luôn. Và đo xem nào. Chị xem với nào. Wow, như vậy là của Minh Khôi dài hơn. Minh Khôi đã giành chiến thắng rồi. Chúc mừng Minh Khôi. Lại đến phần chọn đồ ăn rất hồi hộp các em ạ. Minh Khôi đang nghĩ gì kia nhỉ? Chọn bên nào? Chọn bên chỗ của chị Hà Anh. Sau khi nghĩ 2 giây đã chọn luôn rồi. Nhưng không biết có chọn đúng không các em ạ. Cho Minh Khôi mở trước. Wow, pizza khổng lồ thì con của Hà Anh là gì đây? Một chiếc pizza tí hon. Các bạn nhìn chiếc pizza của mình này y như một chiếc pizza thật luôn. Ở trong còn có một món đồ chơi tí hon này. Hồi hộp quá, mình sẽ mở ra luôn nhá. Mặc dù là đồ tí hon nhưng người ta làm rất cẩn thận các bạn ạ. Phía trên là đồ chơi, phía dưới còn có thêm một cái nắp nữa này. Nhưng miếng pizza này được trang trí rất đẹp mắt các bạn ạ. Yeah. Xem miếng này. Dài dài, ngon quá. Hơi chua chua, ngọt ngọt nữa. Món đồ chơi là một chiếc còi này. To chưa? Vừa có đồ ăn, lại vừa có đồ chơi. Thích quá. Chúng mình vừa xem món pizza tí hon của Hà Anh rồi. Và bây giờ cùng đến với pizza khổng lồ của Minh Khôi nhá. Đây cũng là kẹo dẻo đấy các em ạ. Wow, mùi cũng rất hấp dẫn luôn. Một bên là kẹo pizza tí hon của Hà Anh và một bên là kẹo pizza khổng lồ của Minh Khôi. Chị thấy là cả hai món trông đều rất hấp dẫn với màu sắc sặc sỡ luôn các em ạ. Các em thích món nào hơn thì nhớ nói cho chị biết nha. Bây giờ sẽ là phần ăn pizza của Minh Khôi. Rất là háo hức rồi các em ạ. Ngon không nhỉ? Chưa ạ. Đi Hà Anh, không ăn của Hà Anh đi. Không biết là của ai ngon hơn nhở.
miếng pizza khổng lồ này màu sắc thì sặc sỡ hơn, rõ nét hơn, thơm hơn. Ăn thì đỡ dai hơn và ngon hơn của mình các bạn ạ. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với thử thách tiếp theo của Khánh Linh và Minh Khoa luôn nhá. Vâng ạ. Trên tay của Khánh Linh và Minh Khoa, mỗi người cầm 3 cái bút nhưng vẫn chưa biết là cần phải làm gì với 3 chiếc bút này đúng không? Vâng ạ. Nhiệm vụ của hai em đó là dựng 3 chiếc bút này thẳng đứng trên mặt bàn. Wow. Đứng trên mặt bàn và ai làm xong trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Hai đứa đã hiểu cách chơi chưa? Rồi ạ. Thầy chúng mình không chơi luôn nhá. Khó quá Minh Khoa, cố lên nào. Thử thách bắt đầu. Mình gặp may mắn không? Mình cũng hồi hộp quá, không biết bên trong là món đồ ăn hay đồ uống gì đây. Mình khoảng chạy nhanh lên. Em xin chọn. Chị chọn cái này. Ai sẽ mở trước đây nhỉ? Cả hai cùng mở đi. Ok. 1, 2, 3. Của Minh Khoa là sữa khổng lồ, còn của Khánh Linh là sữa tí hon. Hộp sữa tí hon của mình chắc là uống một hơi là hết luôn các bạn ạ. Đấy, nó phải hết luôn rồi mà. Còn hộp sữa của mình hút nhiều hơi, hút không hết được đâu. Để xem mình khóa hút bao nhiêu hơi hết hộp sữa này à. Sữa rất to các em ạ. Mình khóa uống xong sẽ to như chú bò sữa này luôn. Hơi dài thế. Một hơi rất dài luôn các em ạ. Ai đây? Mình Khoa. Ai đây? Mình Khoa định làm gì? Mình Khoa định làm gì? Mình Khoa định xin anh Khoa uống đúng không? Chơi muốn nha. Ừ. Tại vì một mình Minh Khoa không thể uống hết hộp sữa này đúng không Minh Khoa? Cho Minh Khôi uống đỡ để xem hai người có uống hết được không? Em uống một tí mà cảm giác no lắm rồi. Thế thì chị Hà với chị Khánh Linh sẽ uống đỡ. Bốn người cùng uống nhá. Vừa nay được uống hộp sữa con trắng bọ, bây giờ uống hộp sữa to như này đã quá các bạn ạ. Đúng vậy, uống hộp con như này là mới sướng. Để xem bốn chị em có uống hết hộp sữa này không nha. Có vẻ như Minh Khoa, Minh Khoa đã no rồi đây. Không, không có đã no rồi. Nó cắn hết cả bụng. Hộp sữa rất to các em nha. Các em ơi, các em thấy thử thách hôm nay có vui không? Nó vui luôn ạ. Bốn đứa mà cứ ngoan, chị sẽ nghĩ thêm thật nhiều thử thách để cho chúng mình chơi nhá. Vâng ạ. Giờ thì bây giờ chúng mình sẽ chào tạm biệt các bạn nào. Chào.